sao đẹp đó. Còn cái quả ô trắng này đập vào đầu vẫn đẹp á. Cắt đi, cắt cho mù mịt đi, cắt cho nhanh. Khi đi vô, khi đều vô lộn. Bọn chúng đớp hèm vào lại. Quát rồi. Mẹ cái khúc này đẹp rồi. Bạn muốn đi thu mới tiến xuống dưới ạ. Xuống mua nó xuống tổng trống ạ. Đục cái lòi ra gì đi. Chúng ông nữa vẫn Vĩnh Nguyễn vẫn viết cái con xoay nhất thời cái này. Mẹ anh sẽ đang đi lấy đưa vô cho nó nha. Anh lấy sân tân đi cứ lấy đấy chứ cứ đỡ với ẻ với con không thiên tần nặng nặng với ngoài nghe chưa. Mất 10 triệu rồi tóm. Mất 10 triệu rồi. Lọi như lim luôn. Nói bị dở cái gì? Nói chung là cứ nó 35 gì bọn bốn tục cái chứ mày còn. Chứ nó chuông rồi. 45 triệu nát được hơn này. Cái này 45 triệu nát thầy. Ô Trung ơi. Ôi đây. Ô Trung. Ôi. Cắt nó chịu hỏi cắn chứ nó đang lục được. Cắt khóa mới đeo lục được. Cắt coi đây. Sơn đưa coi nhé. Cho đâu cũng được á. Cho đâu bây giờ một lần tiên đấy. Đục tỉ nó được á. Đó, mạnh không? Bắt bên này hồi lấy cái đó là mới đẹp được. Nghề nhân cắt củi đột lượt dài. Chụp chụp với anh đang đổi bộ. Đây ông đục cái đừng cắt nó. Cắt nó đục cái nhanh chứ. Cắt nó đục cái dẻo được. Đục to ra đấy.
tươi nó rầy chuột. Nó quần nó quá mua này. Tao với mày. Muốn lời đấy mày chứ không có thể muốn. Mày nhìn tao này mày. Tao mày bắt cái dân. Quân quán chức to nhân phải bắt. Muốn lời mày. Chứ là mấy chục mẹ nó ta đập mẹ con lô à. Được á. Được mua luôn. Được là mua luôn. Còn ấy nhìn gọi vần gọi dạng tiếng Lào đấy. Hầm hô luôn được, nói điểm mà mua. Ừ. Mẹ cái nó chân mà ngon nữa, mẹ tay canh ra đẹp lắm. Xem nó vẫn phải bò chứ. Được sớm sớm. Bọn nó lại chết con ăn cả. Đốt đeo đứa. Cả thiệt tin mẹ chung lúc chung lên dối cháu coi như là. Rồi vô thì chung, rồi vô thì chung nữa rồi. Phải vô phân chứ. Không có vô. Mượn lấy. Mò mà cũng vô nó chung nó tè. Mình cái lúc cháu dối cháu nó chân đạt. Đúng rồi, chung ố mè nó chung ạ. À. Cái này vẫn thích chung ôm đó. Mày chết chung không? Mày. Hả? Riêng chết mày chung là lấy hùng này nè. Hồi là coi như là bắt bắt mặt tát rồi hồi là chung lệch. Ra mới chung, còn chết kẻ chết. Lỡ chi nữa. Thế ai chết nữa. Nó đục mà chết. Ôi tèo. Cái cổ. Ê, như là mặt ăn đứt. Ăn ít ít ít. Nhạc này quyết định luôn đó. Lên nhạc thôi. lên thôi, nhạc lên thôi. Lên mối thôi. Lên mối thôi. Có cát thì hướng cả chân đấm lệnh. Được chưa? Được chưa? Được chưa? Được chưa? Quấy mạch trên hợp lý chứ. Ý còn cứ sáng bổ. Một cái cục này để thì có cái rơi lên này em có thể nghĩ ấn lên này có cái đầu rơi lên này đấm chảy nhá mấy em nói luôn tiêu cứng này đang ở nhà đấy nếu có cái này có 7 cân mấy cân đục tí một chung lấy cái ngoài như nó lắm chân này chút ta đang ngon đi thầy. Cắt xuống đây thôi này. Săn mẻ đục cái cục này ra luôn đi. Thank you.
Lý chào về mấy. Đó tay tao lên chút nào. Cũng đừng cái kia đây. Đi con đây. Tao bên ngoài rồi. Đi. Bên kia cũng đừng cái kia. Có lực đây. Mạnh quá, kéo mạnh quá. Để cho bật nhường đi. Còn cái mày là cái đu đủ đu nè. Mày cũng phơi nên các cái ngọt nó cưa. Mày hãy tục anh cái nét. Mày đáp tiền. Qua rồi, lờ. Mày nói về chị thì mày đánh gì. Phát cho mượn. Được cái đúc đôi lấy máy đúc cái đúc mạo đấy. Anh có mèo. Đây là một số nhà vừa rồi là màn khai phá cái cây si này cũng xem như đã xong các bạn nhé. Thì còn một số phải đục nữa nhưng mà bây giờ cũng tối rồi. Ở cái phần đấy thì có thể là tôi sẽ quay lại cái phần sau. Thì đây Thủy Chiến xin được kết thúc và hẹn gặp lại các bạn ở những clip tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại màn khai phá cây si xem như đã thành công.